sẽ cùng bốc thăm tình huống. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai. Xin mời bạn sẽ cùng bốc thăm tình huống của mình. Và đây có lẽ là phần thi mà các bạn thí sinh sẽ sợ nhất này. Tình huống của bạn có nội dung như sau: khách đến khách sạn làm xong thủ tục nhận phòng và đã lên phòng. Sau đó khách mới biết có người bạn đang ở khách sạn khác. Khách sẽ quay trở lại quầy lễ tân yêu cầu được trả phòng ngay và không muốn mất tiền phòng để xem ở cùng với bạn. Bạn sẽ xử lý như thế nào? Bạn đã rõ tình huống của mình chưa? Dạ rồi ạ. Và sau đây phần thi của bạn Thanh Hiền xin được phép bắt đầu. Họ lúc nào cũng đã có một cái policy cho mình ở trên mạng
là họ đã giải thích rõ ràng cho mình là không thể hoàn thiện. Anh không đồng ý với cái vấn đề đó. Bên em bây giờ chỉ có thể hỗ trợ cho mình cách tốt nhất là em có thể giảm, không phải giảm giá nhưng mà đưa ra một cái giá phòng rất là hợp lý cho bạn anh nếu như bạn anh muốn ở cùng với chúng em. Còn nếu không thì em sẽ giữ cái đặt phòng cho mình. Hoặc là nếu như anh không quay lại thì anh có bạn bè hay người thân mà họ sẽ quay trở lại thì anh có thể viết một cái email để chuyển lại cái đặt phòng đấy cho họ. Nếu như em hoàn tiền và giấy tờ của anh thì anh sẽ có thể là giúp em giới thiệu với bạn anh là ở khách sạn nó như vậy. Còn anh không thể nào mà khuyên bạn anh trở lại book với phòng ở đây được. Và hy vọng rằng tình huống vừa rồi sẽ cho bạn một kinh nghiệm rất là quý báu cho thực tế nhé. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi cuối cùng của bạn, đó là phần bốc thăm ban giám khảo. Và ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn. Vâng, không còn thấy tay bạn đang rất là run, hãy bình tĩnh nhé. Và giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn là giám khảo Nguyễn Minh Thạnh ạ. Xin được mời giám khảo Nguyễn Minh Thạnh. Chào bạn thân thiện. Câu hỏi dành cho bạn là bạn hiểu như thế nào về câu nói khách sạn là ngôi nhà của khách trong chuyến đi? Và để thực sự trở thành ngôi nhà của khách thì chúng ta làm việc ở khách sạn chúng ta sẽ phải làm gì? Nhưng mình phải tên sẽ dạ em xin trả lời cảm ơn câu trả lời câu hỏi ạ. Tại sao em xin trả lời câu hỏi là khách sạn như là ngôi nhà thứ hai của khách thì với là một nhân viên của khách sạn thì em nên làm gì? Theo em nghĩ là khi khách hàng đã phải họ phải làm việc với khi mà họ đã làm việc và khi họ có được một kỳ nghỉ, họ muốn đến một khách sạn thì để được nghỉ ngơi và hưởng thụ thì họ rất là mong muốn cái đó cái khách sạn mà nơi mà họ đến sẽ như là một ngôi nhà của họ để họ có thể được thoải mái. Thì theo em nghĩ là chúng với một nhân viên thì thứ nhất là khách sạn phải có thể cung cấp được những dịch vụ thiết yếu cần thiết mà khách mong muốn và mang lại sự riêng tư thoải mái nhất cho khách mà cũng có khách cảm giác ở nhà. Ngoài ra với vị trí là một nhân viên lễ tân thì em nghĩ là mình luôn luôn phải niềm nở đón tiếp khách và thật tâm chứ không phải là chỉ giả vờ để cho khách có thể cảm nhận được là khách được đối xử như người thân và luôn luôn được trân trọng tại khách sạn. Em xin cảm ơn câu trả lời của mình. Trả lời câu hỏi của ban giám khảo vừa rồi. Và kính thưa quý vị, như vậy là thí sinh đầu tiên trong khối khách sạn 4 năm sao đã hoàn thành xong và một